Dạ thưa anh chị, hôm nay em quay làm mẫu nha. Đế lót, dĩa, thổ cẩm, chén, ngò cắt. Đây là hàng mẫu nha. Em làm hai cái này để em làm mẫu. Để khi khách cần thì em có sản phẩm để em giới thiệu. Cái hàng này em bán thì cũng nhanh thôi. Dĩa đường kính 12, chén đường kính 10. Ở đây là mẫu thôi nha. Còn kích thước thì tùy vào khách đặt. Vừa rớt vàng, cũng chưa cắt trương cắt đồ hết. Đây mới rớt trên vàng tiền xuống thôi. Em lo đang chụp hình, chưa chè, chưa gì hết này, vân vân nó cũng chưa nổi anh chị. Mà anh chị mới nhìn sơ vậy, chắc gỗ viên mình cái vân màu rất là đậm thôi, rất là đẻ luôn. Nhìn nó nền mắt lắm anh chị. Đó, khác xa so với hàng ở nơi đâu mà vùng đất nó không được ngon lành nha. Còn đây, chiến trắc này anh chị. Đó, phèo. Chỉ là quá chất lượng luôn ha. Đó, xíu giác, em làm mẫu thôi. Đó, đẻ luôn, chân hết bài.